sửa chữa thường xuyên cái chỗ ở đồng xoài, thì cứ đề nghị là đối với xây dựng trường học thông minh thì sở dục nên giao cho, cũng đồng ý là giao cho trường trung học đồng xoài điểm phát triển, kể cả là dạy song ngữ ở cấp 3 và bắt đầu lớp 10 để tỉnh có chương trình đầu tư, rồi các cái tổ chức như VNPT người ta có chương trình đầu tư, người ta sẽ vào cuộc, rồi bản thân trường cũng phải có đầu tư, tức là phải đưa vào cái chương trình, cái đề án của trường đầu tư, rồi báo cáo việc phần nào của trường, phần nào của sở, phần nào của tỉnh đầu tư, phần nào của VNPT, phần nào của cha mẹ học sinh trách nhiệm, phần nào của giáo viên, thì là rồi.